chị Nguyễn Quang xin trân trọng kính chào quý vị và quý vị vẫn đang theo dõi chương trình của Apple TV 55.4 tại thành phố Houston. Ngày hôm nay thì Nguyễn Quang xin kính mời quý vị theo dõi một cái chương trình đặc biệt hơn những cái chương trình khác. Đó là Nguyễn Quang muốn giới thiệu đến quý vị một gương mặt rất là quen thuộc ở trong cộng đồng người Việt của chúng ta ở tại thành phố Houston. Đó là anh Nguyễn Lãng. Nguyễn Quang xin kính chào Nguyễn Lãng. Dạ, Lãng xin chào chị Hoang. Và Lãng xin mến chào quý khán giả đang xem chương trình của đài Apple TV 55.4. Kính thưa quý vị, trong ngày truyền thông thì thỉnh thoảng Nguyễn Quang hay đi ra ngoài đường đó thì cũng gặp rất nhiều quý vị đồng hương thì cũng chuyện trò tâm sự. Mà đặc biệt trong cái buổi mà đi nhà thờ La Vang của mình đó thì có làm một cái buổi hội chợ Đức Mẹ và đài đã truyền hình trực tiếp. Thì trong đó Quang gặp rất nhiều người từ các tiểu bang xa đến. Thì trong cái lúc mà đợi chờ để làm lễ thì có nói chuyện, thì có nhiều người cũng hỏi là: chị ơi, ở đây chị có biết cái anh nào tên là anh Lãng không? Cái nói chứ có nghe nhiều lắm. Và cũng thật sự nói biết thì cũng biết, nhưng mà gọi là chưa có biết nhiều hơn lắm. Thì trong cái buổi nói chuyện có nhiều điểm cũng rất là thú vị. Thì kính thưa quý vị, do đó thì chính cái người ở tại Houston thì cũng muốn tìm hiểu là những cái đồng hương của mình ở tại Houston như thế nào. Do đó ngày hôm nay thì trước hết là cảm ơn anh Lãng đã đến đây để dành thời giờ cho Nguyễn Quang nói riêng và đài truyền hình 55.4 nói chung để gửi đến quý vị một chương trình. Ắt hẳn là quý vị đang theo dõi chương trình cũng muốn tìm hiểu xem Nguyễn Lãng là ai mà thỉnh thoảng quý vị vẫn hay thấy mặt ở trên đài truyền hình. Tự giới thiệu sơ thì Lãng là một người cư ngụ tại thành phố Houston cũng được 15 năm rồi. 15 năm. Dạ. Như vậy thì anh Lãng đã định cư ở Mỹ bao lâu rồi? Dạ, Lãng đến Mỹ năm 89. Năm 89. Dạ. Như vậy thì chắc là cũng còn rất trẻ phải không? Tại vì sao tuổi này bây giờ là gọi là cũng trẻ lắm rồi đó. Dạ, Lãng đi vượt biên năm 88. Dạ. Và đến Mỹ năm 89 tại thành phố Port Arthur. Kính thưa quý vị, bây giờ thì đã cuối tháng 5 bắt đầu vào tháng 6. Thì nhân dịp mà anh Lãng nói đến cái vấn đề vượt biên thì làm cho chúng ta nhớ lại một cái khoảng thời gian nào đó. Cái khoảng thời gian này của những năm bắt đầu sau năm 1975 và kéo dài cho tới khoảng năm 89-90 đó, thì vẫn còn rất là nhiều người vượt biên. Và kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được hỏi qua anh Lãng, cái cuộc vượt biên của anh Lãng đó có được gọi là dễ dàng hay không, hay là có gặp nhiều trắc trở không? Dạ thưa chị thì và thưa quý vị, là cái chuyến vượt biên của Lãng là vô tình. Tức là mình chưa bao giờ nghĩ tới chuyện việc vượt biên hết. Không phải là mình thích cái chế độ của ở Việt Nam sau năm 75. Nhưng mà tại vì mình nghèo quá, không có tiền, không bao giờ nghĩ tới chuyện vượt biên hết. Dạ. Nhưng mà tình cờ thì có một người bạn của người chị ruột của Lãng, người ta tổ chức vượt biên nghèo. Thì vượt biên nghèo có nghĩa là kiếm vài chỉ vàng từ nhiều người, mỗi người bao nhiêu chỉ vàng đó. Mình không nói lượng tại vì không có tiền, không có ai có được lượng vàng. Thời buổi đó mà nói đến chỉ là cũng nhiều lắm rồi đó. Dạ. Thì riêng chị của Lãng thì cũng không có tiền. Dạ, chị chỉ có chiếc xe ba gác thôi. Thì Lãng lúc đó Lãng nhảy tàu từ Đà Nẵng đi vô Sài Gòn để đi kiếm đường để đi học. Nhưng mà gặp như vậy thì chị của Lãng giới thiệu Lãng với người chị đó. Rồi sau vài tháng người ta gom tiền lại, người ta mua chiếc xuồng nhỏ, xuồng mà để đi trong sông đó, chứ không phải là tàu. Đó, rồi người ta gom tiền lại, người ta mua mấy cái máy đuôi tôm. Thì Lãng được người ta chấp nhận thì Lãng theo và sửa chữa mấy cái xuồng nhỏ, sửa cái xuồng nhỏ đó lại. Rồi cuối cùng ngày đẹp trời thì lên cái xuồng đó và may mắn đi một lần thôi là đi qua tới Mã Lai. Nếu vậy thì hồi xưa là bắt đầu từ chỗ nào? Anh Lãng là người quê quán ở đâu? Lãng là người Đà Nẵng. Người Đà Nẵng. Lãng nhảy tàu, chị biết nhảy tàu không? Không biết nhảy tàu. Kính thưa quý vị, ắt hẳn là nếu mà quý vị theo dõi chương trình ngày hôm nay thì có nhiều điều thú vị lắm. Tại vì hồi nãy đó là anh Lãng có nhắc là khi mà nhắc tới vượt biên là mình cũng đã có bao nhiêu chuyện rồi. Rồi bây giờ nhắc đến cái xe ba gác nữa, ắt hẳn chương trình này cũng rất là thú vị. Chúng tôi kính mời quý vị theo dõi. Như vậy thì anh ở Đà Nẵng. Yeah. Đúng rồi, tại vì nếu mà người miền Nam như Nguyễn Quang á, là cái tên Lãng này nó khó lắm. Tại vì chữ Lãng là
chữ L, chữ A, chữ N, chữ trên mà dấu ngã, phải dạ, không ạ? Dạ. Dạ. Cái người miền Nam thì rất là chân thật quê mùa, thành ra chẳng hạn như là anh hai, chị ba, chị tư thôi, chứ cũng dạ, không có tên là tên Lãng, là tên Huân, tên gì, gọi là khi mà mình đọc nó hơi khó khó chút xíu ha. Dạ. Kính thưa quý vị, trở lại chương trình thì một ngày đẹp trời nào đó thì anh bắt đầu từ Đà Nẵng, nhưng mà từ một cái chiếc thuyền nhỏ mua những cái máy đuôi tôm, rồi mình khuếch trương cái tàu đó ra, rồi mình bắt đầu mình ra biển hay sao? Dạ, không phải là khuếch trương có nghĩa là làm lớn ra. Làm lớn chỉ nhỏ cái nhỏ này chỉ thôi, sửa lại cho nó chắc thôi. Sửa lại cho chắc thôi. Dạ. Như vậy thì trước được bao nhiêu người? Dạ, cái chiếc xuồng đó đi được 11 người. Có 10 người lớn và một đứa bé, bé mấy tháng, con của cái người chủ mà tổ chức. Vậy đó. Dạ. Thôi bây giờ mời anh Lãng kể lại cái chuyến vượt biên đó đi. Dạ. Thì đầu tiên là Lãng nhảy tàu từ Đà Nẵng đi vô rồi. Đợi thì nhảy tàu là gì? Nhảy tàu có nghĩa là chiếc tàu vừa chạy mình, rồi mình chạy theo, rồi mình nhảy lên chiếc tàu đó. Tức là mình không mua vé. Tại không có tiền mua vé tàu đi từ Đà Nẵng đi vô. Nhảy tàu tức là mình nói là xe lửa nhảy tàu, còn giờ là nhảy xuồng. Dạ. Rồi tiếp tục. Thì được các anh chị đó thương thì cho Lãng đi theo. Và chiếc xuồng đó đi được 5 ngày đêm thì được tới Mã Lai, nhưng mà trước khi tới Mã Lai thì có tấp vô được Thái Lan, tức là thấy bờ rồi mừng quá. Thì các anh tài công rồi này kia thì chạy chiếc xuồng đó vô tới bờ biển của Thái Lan, thì người ta không cho vô, thời điểm đó người ta không cho mình vô, thì người ta lấy súng người ta chỉ vô mình, ta bắt mình đi ra. Thì mọi người phải lên rồi người ta kéo chiếc xuồng của mình đi ra khơi trở lại, rồi mình đi tiếp tục 3 ngày đêm nữa thì đi tới Mã Lai. Rồi sau khi mà ở Mã Lai được một năm đó, tại vì ba của Lãng là cấp tá của thời trước, năm 75, cho nên là Lãng được chấp nhận cho đi Mỹ. Thì cuối cùng thì đi qua Phi rồi. Rồi từ Phi thì qua đến nước Mỹ là tháng 12 năm 89. Rồi cái tiểu bang đầu tiên mà anh Lãng ở là ở đâu? Dạ, ở Port Arthur. Tức là cũng ở tại thành phố, coi như là ở Houston, cách Houston mấy tiếng lái xe thôi? Cách Houston 100 miles. 100 miles. Rồi từ đó thì cái cơ duyên nào mà bây giờ anh Lãng lại trở về thành phố Houston và trở thành một người mà đi ra đường có người nói, sao tôi thấy cái anh đó giống Henry Chúc nữa đó. Thấy giống Henry Chúc nhưng mà không biết hát. Không biết hát hả? Nhưng biết mà hát như Henry Chúc thì khỏe quá rồi, khỏi buôn bán gì cho khổ. Nhưng mà người ta nói là hồi xưa, đây ra coi ha, cái gì đó nhất thương nhì phú, thành ra nó cái đó cũng tốt lắm mà. Thì bà con thương làm ăn được thì nó tốt, chứ còn nếu mà không được thì sạc nghiệp thì chạy xe ba gác trở lại giống như Việt Nam. Như vậy thì có thể là nhờ anh Lãng, hồi nãy thì đã nói qua cái chương trình lúc mình vượt biên rồi, bây giờ khi mà mình định cư tại thành phố Port Arthur, Houston thì anh bắt đầu vào cái vấn đề thương mại này nó như thế nào? Dạ thưa chị Hoang và thưa quý vị, thì sáng đây thì Lãng chia sẻ là kể lại những cái mẫu chuyện mà rất là ngắn gọn, là sau đó thì chị Hoang thì Lãng qua đây thì cũng đi học college giống như mọi người khác. Rồi một mùa hè đó thì Lãng đi xin đi làm, được người ta giới thiệu vô hãng xe hơi để bán xe. Thì Lãng bán xe một thời gian thì bán được có tiền. Sau khi bán xe tốt đó, thì cái hãng xe mình bán đứng nhất trong cái hãng xe đó, thì mỗi tháng cái hãng xe hơi họ đăng báo mình lên là người bán giỏi nhất trong hãng là ai. Họ vừa giới thiệu thương mại của họ mà mình may mắn là được có hình ảnh trên đó. Cho nên những cái công ty buôn bán khác á, người ta để ý, người ta thấy mặt mình thì người ta gọi điện thoại, người ta mời mình qua làm cho họ. Thì cuối cùng Lãng được công ty Cons, là một cái công ty bán điện tử cũng lớn lắm. Hình như bây giờ có mấy tiệm ở đây đó, phải dạ, không? Dạ, công ty Cons là một cái công ty đang được trade trên thị trường chứng khoán, mà hiện tại là có khoảng trên dưới 100 tiệm mấy chị, lớn lắm. Thì Lãng bán cho Cons được 10 năm. Trong thời gian làm cho Cons 10 năm thì Lãng cũng học hỏi nhiều về buôn bán. Rồi Lãng cũng được trở thành người bán hàng giỏi nhất của Cons trên toàn nước Mỹ. Rồi được con cho làm quản lý của một cái tiệm. Rồi từ đó mình học cách mua hàng đồ này kia. Rồi cuối cùng Lãng thấy cộng đồng người Việt của mình ở đây lớn mạnh, thì Lãng nghĩ là mình cũng nên có một cái cửa tiệm tương tự như vậy. Thì Lãng mới ra, Lãng thành lập một cái công ty với một nhóm người khác của người Việt Nam, là thành lập ra cái công ty Direct ngày hôm nay. Vậy đó.
Kính thưa quý vị cũng vẫn đang theo dõi chương trình của Apple TV 55.4. Đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng chương trình trong chốc lát và sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.